Hey, xin chào các bạn. Đây là cái database của lớp mình. Cái cấu trúc database này nó hướng theo cái database của một trang web bán hàng. Thì nó sẽ có thông tin như thế này. Các bạn nhìn vào đây thì các bạn sẽ thấy cái mối liên kết giữa các bảng. Đó là quản lý. Chúng ta sẽ có phần quản lý sản phẩm. Chúng ta có phần danh mục. Mỗi sản phẩm này nó sẽ có liên kết với bảng order. Order detail tức là mua sản phẩm nào, người mua là ai, thể hiện ở bảng khách hàng. Và bảng order này nó chính là cái thông tin để mà lấy ra được cái ngày đặt hàng, mã đơn hàng, chi tiết của cái order, nó chính là danh sách những sản phẩm thuộc cái đơn hàng đấy. Đó thì ở video này thì anh sẽ hướng dẫn các bạn giải quyết những cái bài tập, những cái kênh mà chúng ta chưa làm được ở buổi trước. Đó thì chúng ta sẽ có 13 cái case tình huống lấy dữ liệu từ cái database này, 13 case. Có thể chúng ta sẽ nghĩ thêm những cái case khác nữa, tuy nhiên hiện tại thì anh sẽ đưa ra 13 cái case này. Đó, và database này anh đã chuẩn bị dữ liệu hết rồi, anh sẽ login vào trong MySQL để chúng ta thực hiện nó. Đây, anh sẽ zoom lên một chút thì chúng ta sẽ login vào MySQL bằng cái lệnh như thế này. Anh sẽ tạm bỏ cái tiếng Việt đi, trừ u root trừ p như thế này. Đó, và anh nhập password vào. Anh sẽ sử dụng cái database của chúng ta là MySQL class. Đây thì chúng ta sẽ có danh sách các table như thế này, được chưa các bạn? Và ở đây mỗi bảng này chúng ta đều có dữ liệu rồi, ví dụ như category chúng ta đang có 4 danh mục, ví dụ như sản phẩm chúng ta có khoảng mấy chục sản phẩm gì đó, được chưa? Và phần order chúng ta cũng có các đơn đặt hàng rồi. Đó thì cái dữ liệu này là dữ liệu mẫu thôi, dữ liệu để chúng ta test, để thực hành thôi. Đó, và chúng ta cũng có những cái khách hàng cố định ở trong đây rồi, được chưa? Và dữ liệu ở các bảng này là đã có hết rồi, và cũng đã thể hiện được là khách hàng nào mua sản phẩm nào, và cái việc mua đó nó thể hiện ở cái đơn hàng nào thì là đang có rồi, được chưa? Thì hôm nay anh cùng các bạn sẽ đi giải quyết các bài tập này, được chưa? Thì cái bài tập đầu tiên của chúng ta sẽ làm đó là lấy ra danh sách thông tin, bao gồm các thông tin như thế này: tên sản phẩm, tên danh mục, giá sản phẩm. Đó thì các bạn nhìn vào đây, các bạn sẽ thấy là chúng ta lấy thông tin sản phẩm nhưng mà lại có tên danh mục, có nghĩa là cái bảng product của chúng ta thì nó không hề có tên danh mục, đúng không? Đó, nó chỉ có category ID thôi, ID của danh mục thôi. Thì muốn lấy được tên danh mục và tên sản phẩm cùng một lúc thì lúc này chắc chắn các bạn sẽ phải nghĩ đến việc join hai bảng lại với nhau. Thì chúng ta sẽ xử lý như thế này. Đó, vì cái bài toán ở đây là nó chỉ lấy ra ba cái thông tin này thôi, nên anh sẽ lấy ra như sau. Anh sẽ select product, bảng product của chúng ta là có s.name.product.price. Đó, anh sẽ select từ bảng product như thế này. Lúc này chúng ta sẽ join với bảng nào? Join với bảng category. Với điều kiện là gì? Điều kiện ở đây chính là product ID bằng với category ID chứ. Đây, category ID, khóa chính của bảng category sẽ bằng với khóa ngoại ở bên bảng product như thế này. Đây, chúng ta sẽ có product như thế này. .category ID. Đó, được chưa? Thì chúng ta sẽ lấy ra được danh sách tất cả các sản phẩm, thì các bạn sẽ nhìn thấy là sản phẩm nào thuộc danh mục nào thì các bạn sẽ nhìn thấy luôn ở đây. Đó, được chưa? Ok chưa các bạn? Đó, vậy là chúng ta đã giải quyết xong cái bài liên quan đến việc lấy ra thông tin như thế này. Ok chưa? Tiếp theo chúng ta lấy ra danh sách danh mục sản phẩm và tổng số sản phẩm theo từng cái danh mục đấy. Cái này cũng đơn giản thôi. Đây, chúng ta lấy ra danh sách sản phẩm này, anh sẽ select tất cả thông tin từ bảng product như thế này.
thì chúng ta lấy ra được danh sách sản phẩm. Nhưng cái mà chúng ta muốn hiển thị ở đây đó là gì? Chúng ta muốn lấy ra tổng số, ở đây là lấy ra danh mục, danh sách danh mục sản phẩm, thì nó sẽ là như thế này, nó sẽ là category như thế này đó. Thì đây là danh sách tất cả các danh mục sản phẩm, và chúng ta muốn lấy ra là tổng số sản phẩm thuộc cái danh mục đó, thì chúng ta sẽ select, ví dụ anh select theo tên cho dễ, select name này, ID này, name này, đó, from category, category như thế này, đó. Thì đây là danh sách danh mục anh lấy ra được, bao gồm tên và ID. Bây giờ anh muốn lấy ra các thông tin khác như là tổng số sản phẩm thuộc danh mục đó, thì anh sẽ phải select, anh cao vào trong bảng product, anh sẽ cao sao from product như thế này, với điều kiện là product ID, product.category ID, sorry các bạn, ở đây có nghĩa là nó sẽ phải bằng với category ID như thế này, .id như thế này, thì lúc này các bạn sẽ lấy ra được. Và anh sẽ add ra, ví dụ như là anh add nó với một cái tên mới là total product. Đó, lúc này các bạn chạy lên thì các bạn sẽ thấy là trong laptop đang có 6 sản phẩm, desktop chưa có sản phẩm nào, mobile có 6, printer có 8 sản phẩm, kiểu kiểu như vậy. Thì đây sẽ là cái đáp án cho cái, cho cái cây này, cho cái câu hỏi số 2 này, được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ lấy ra danh sách sản phẩm theo thứ tự sản phẩm bán nhiều từ cao đến thấp, có nghĩa là lấy ra những sản phẩm đó được bán nhiều. Đó, bán nhiều đây là bán số lượng thôi nhé, chúng ta sẽ tính số lượng thôi, số lượng bán nhiều nhất. Thế để biết một sản phẩm nó được bán nhiều thì chúng ta sẽ phải dựa vào bảng order detail. Bởi vì sao? Trong bảng order detail này chúng ta sẽ biết được số lượng sản phẩm và cái ID sản phẩm mà chúng ta đã bán. Đó, số lượng nhiều thì chúng ta sẽ cộng tổng lên để xem sản phẩm nào là được bán với số lượng lớn, bán nhiều lần này, được mua nhiều nhất ấy. Đó, và chúng ta sắp xếp theo thứ tự giảm dần, đây, từ cao đến thấp. Thế lúc này chúng ta sẽ lấy ra cái gì? Ví dụ đây anh sẽ lấy ra thông tin đơn giản là product. Anh sẽ lấy tinh gọn anh nhìn cho dễ, product.name, product.id, .id. Đó, anh lấy ra từ bảng product trước đã. Đó, để các bạn nhìn thấy. Đầu tiên chúng ta lấy ra danh sách sản phẩm này. Bây giờ chúng ta muốn xem là số lượng của nó như thế nào, số lượng đã bán, thì chúng ta sẽ phải select nó vào trong bảng order detail để biết được số lượng đã bán của cái sản phẩm này. Được chưa? Thì ở đây anh sẽ select như thế này, anh sẽ select, vẫn select từ bảng product, nhưng chúng ta sẽ có thêm một cái nữa là select, chúng ta sẽ sum. Sum cái gì? Chúng ta sẽ sum cái số lượng chính là product gạch dưới QTI như thế này, đây, cộng tổng số lượng đã bán ở trong bảng order detail như thế này, from từ order detail. Đó, với điều kiện là gì các bạn? Product ID, product ID nằm trong bảng order detail nó sẽ phải bằng với product.id, có nghĩa là bằng với khóa chính của bảng product. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy đây. Đó, chúng ta sẽ phải dựa vào tiêu chí đó. Sau đó chúng ta chạy lên thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay là danh sách sản phẩm này và sản phẩm nào được bán bao với số lượng bao nhiêu, thì các bạn nhìn thấy ngay. Anh sẽ loại bỏ những sản phẩm mà chưa được bán, chưa được bán cái nào thì anh sẽ loại bỏ nó đi để nhìn cho nó gọn gàng hơn. Thì ở đây anh được cái, sau khi select xong anh được cái cột này, anh sẽ add bằng một cái biến, bằng một cái cột mới là total sale như thế này. Đó, được chưa? Ở đây nếu mà chúng ta muốn là loại bỏ những cái cột bị null thì chúng ta sẽ sử dụng gì ở đây? Nếu chúng ta sử dụng where ở đây chắc chắn sẽ không được,
ra. Bởi vì sao? Thought to sell Enos Nun. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì về bản chất trong bảng product không hề có cột total sale. Đó. Mà câu lệnh điều kiện where nó chỉ sử dụng được với những cột mà tồn tại sẵn ở trong bảng product thôi. Cái cột total sale này là cái cột mà chúng ta tạo ra từ cái câu truy vấn này, chứ nó không có sẵn ở trong bảng product. Thế nên chúng ta sẽ không thể sử dụng total sale cho cái điều kiện where ở đây. Mà muốn sử dụng ở đây, chúng ta sẽ sử dụng điều kiện là having như thế này. Having này, vẫn là biểu thức điều kiện, nhưng mà nó lại dùng được cho cái trường hợp là một cái cột chúng ta tạo ra từ câu truy vấn. Đó chính là cột total sale. Anh loại bỏ những thằng là null, có nghĩa là anh chỉ lấy ra những thằng not null thôi, không null thôi. Sau đó anh sẽ làm gì? Sau đó anh sẽ order by. Chúng ta lấy ra số lượng bán và giảm dần mà. Order by cái total sale kia. Đó, theo cái điều kiện là DESC, tiêu chí sort của chúng ta là DESC. Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy được danh sách sản phẩm bán giảm dần, số lượng bán giảm dần. Được chưa? Thì đây là cái đáp án cho cái câu này của chúng ta. Đây, lấy ra danh sách sản phẩm bán theo thứ tự từ cao đến thấp. Đó, số lượng bán ấy, số lượng bán ra, cái nào bán được nhiều nhất thì nằm đầu tiên. Được chưa? Lấy ra sản phẩm bán nhiều nhất, cái này thì đơn giản rồi. Chúng ta sẽ kế thừa ở trên. Chúng ta vẫn phải lấy ra được, chúng ta có danh sách sản phẩm bán theo thứ tự là giảm dần rồi. Bây giờ anh chỉ lấy ra một sản phẩm bán nhiều nhất thôi. Thì các bạn có thể dùng max, hoặc là anh sẽ sử dụng luôn câu lệnh này. Và anh lấy ra cái đầu tiên như thế này. Đó, thì rõ ràng là anh lấy ra được cái sản phẩm Canon 2016 là sản phẩm bán nhiều nhất, và anh chỉ lấy ra một cái thôi. Đó, thì nó sẽ giải quyết được cái bài toán ở cây số 4 này. Được chưa các bạn? Được chưa? Đó, và lấy ra danh mục. Bây giờ nó không phải là sản phẩm nữa, mà nó là danh mục. Đó, lấy ra danh mục có sản phẩm được bán nhiều nhất. Có sản phẩm được bán nhiều nhất nhé. Thực tế thì nó đơn giản thôi. Bản chất của nó vẫn là đi kiểm tra xem là sản phẩm thuộc cái danh mục này nó được bán ở trong, nó được bán nhiều hay không. Thì nó sẽ thể hiện là cái sản phẩm đó có ở trong order detail số lượng lớn hay không. Được chưa? Thì anh sẽ, về bản chất thì anh sẽ sử dụng chính câu lệnh này. Đây, chúng ta vẫn select từ bảng product, chúng ta vẫn select đến số lượng bán được ở trong bảng order detail. Đó, và chúng ta chỉ cần thêm một cái việc nữa, đó là gì? Chúng ta sẽ join. Sau khi mà select xong thì anh sẽ join với danh mục category. Đó, với cái điều kiện join là category.id sẽ bằng với product.category ID. Đó, được chưa? Và anh sẽ lấy ra cái category name, chính là lấy ra cái tên danh mục mà có nhiều sản phẩm bán chạy nhất, mà có sản phẩm bán được nhiều nhất. Đây. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Được chưa? Và anh chỉ cần lấy ra, vì nó là nhiều nhất rồi mà, nên là nó chỉ duy nhất thôi, nên anh sẽ lấy ra limit 1 như thế này. Thì ngay lập tức chúng ta biết là cái danh mục mà chúng ta lấy ra được ở đây là máy in. Anh sẽ chuyển thành như thế này để cho đỡ chúng nhỏ. S category name. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy là anh lấy ra được cái category name là printer, và nó đang có sản phẩm bán nhiều nhất, chính là cái Canon 2016 này. Được chưa? Thì kết quả nó vẫn có sự liên quan đến nhau. Ok chưa các bạn? Đó. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ lấy ra danh mục sản phẩm được bán nhiều
tiền nhất, có nghĩa là lúc này nó sẽ không lấy về số lượng mà nó lấy theo cái giá trị bán được, có nghĩa là số lượng nhân với đơn giá đấy, được chưa? Thì lúc này bài toán của chúng ta nó cũng tương tự thôi, chúng ta vẫn lấy ra, ở đây là lấy ra danh mục đúng không, lấy ra danh mục rồi. Thì lúc này cái điều kiện ở đây của chúng ta là khi mà chúng ta select sum như thế này này, chúng ta vẫn select vào trong bảng order detail với điều kiện là sản phẩm như thế này đó, những sản phẩm bán được ở trong order detail, nhưng thay vì chúng ta lấy số lượng cộng tổng số lượng thì bây giờ chúng ta sẽ đi cộng tổng về giá trị của cái đơn hàng, của cái mặt hàng bán đó, có nghĩa là chúng ta sẽ sum giá trị QTI là số lượng và chúng ta sẽ nhân với đơn giá ở đây product price đó, được chưa các bạn? Đây, và các bạn nhìn thấy ở đây yêu cầu của nó là lấy ra cái nhiều nhất, bán được nhiều tiền nhất thì vẫn là thằng Canon này. Tại sao lại như vậy? Tại vì nó đang bán số lượng nhiều nhất và tổng giá trị của nó cũng đang là lớn nhất thật. Đây, tổng thành tiền của nó đây là 135 triệu, nó đang đứng đầu. Đó, thì đây, cái câu SQL này nó sẽ giải quyết được cái bài toán này của các bạn. Đó, thì cái này anh chữa nhanh như thế này trên tinh thần là các bạn đã được gửi bài tập này trước rồi, các bạn đã có sự chuẩn bị rồi, nên là anh chữa như này. Và nếu bạn nào mà vướng ở phần nào thì các bạn có thể xem lại cái hướng mà anh đang làm đó. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ làm gì ở câu số 7 này, lấy ra những sản phẩm không bán được à, có nghĩa là nó không tồn tại, cái sản phẩm mình vẫn chưa có ở trong bảng order detail, có nghĩa là sản phẩm mà không bán được có nghĩa là nó không có product ID nằm ở trong order detail. Cái này thì đơn giản rồi, chúng ta sẽ lấy như sau. Anh sẽ select ra product.id phẩy product.name, được chưa, từ bảng product đó, với điều kiện là gì, với điều kiện là anh lấy ID not in trong bảng nào, trong bảng order detail thì anh sẽ có product ID from order detail như thế này đó, chúng ta không cần phải có điều kiện gì cả. Đây, thì đây là những sản phẩm mà nó không bán được cái nào đó, thì các bạn nhìn thấy ở đây, được chưa, ok chưa các bạn? Và chúng ta hoàn toàn có thể xem là đây, thậm chí là chúng ta thêm một cái cột nữa để chúng ta biết chắc chắn rằng là nó đang chưa bán được, thì chúng ta sẽ cao được ở đây như thế này để chúng ta biết là nó đang chưa bán được thật. Where from, đây anh sẽ where với product ID bằng với product chấm ID anh s total set đó, thì các bạn sẽ thấy là nó đang bằng null này, thậm chí là chúng ta sẽ xử lý là nếu mà null thì chúng ta sẽ gán nó bằng không. Đây, đây chỗ này sorry, chỗ này chúng ta cao thì nó sẽ mặc định nó sẽ bằng không. Đây, đó được chưa, thì tất cả những cái sản phẩm này đang chưa bán được cái này, được chưa các bạn? Đó, thì đây là hướng để chúng ta lấy ra những sản phẩm mà đang chưa bán được cái này, được chưa? Tiếp theo, lấy ra những sản phẩm bán được ít nhất, có nghĩa là có bán nhưng mà số lượng bán ít nhất nhé, đây là số lượng bán ít nhất, thì chúng ta sẽ lấy như thế nào? Thì chúng ta đã có được danh sách sản phẩm mà bán được nhiều nhất rồi. Đây, anh lấy là theo số lượng đây, thì chúng ta muốn lấy ra ít nhất thì chúng ta chỉ thay đổi lại cái này thôi, vì thằng iPhone 6 đang là bán ít nhất đây, chúng ta chỉ cần thay đổi lại cái này cách order by nào, như thế này, được chưa? Thì thằng bán ít nhất nó sẽ lên đầu tiên, chính là thằng mobile iPhone 6 đấy, bán được ít nhất, và lúc này anh sẽ lấy ra cái đầu tiên thôi,
đó, được chưa các bạn? Đây thì rõ ràng là anh sẽ lấy ra được cái sản phẩm, thông tin sản phẩm bán được ít nhất đây. Đó. Rồi tiếp theo ở câu số 9 thì sao? Lấy ra thông tin đơn hàng và thuộc cái sản phẩm nào đó. Có nghĩa là đây là chúng ta sẽ lấy ra thông tin đơn hàng bao gồm mã đơn hàng, tên khách hàng này, rồi ngày đặt hàng đó, và cái sản phẩm đó là sản phẩm nào, khách hàng đó mua sản phẩm nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xử lý nó như sau: lấy ra những sản phẩm thông tin đơn hàng, đúng không? Anh sẽ lấy ra này, đầu tiên này anh sẽ lấy ra khách hàng trước, customer.name đó, order.code và order.creditbus có nghĩa là ngày mà họ mua hàng đấy, được chưa? Được chưa các bạn? Và họ mua sản phẩm này, được chưa? Như vậy ok chưa? Thì anh chỉ cần lấy ra thông tin đơn hàng theo một cái sản phẩm này thôi. Và đối với khách hàng thì anh cần lấy thông tin quan trọng nữa, đó là số điện thoại, customer.phone. Thì các bạn nhìn thấy ở đây bốn cái thông tin này nó không phải đến từ một bảng mà nó nằm ở hai bảng, có nghĩa là chúng ta sẽ phải join nó lại. Thì ở đây anh sẽ select từ bảng customer, chúng ta luôn luôn select từ bảng có dữ liệu ít nhất, có dữ liệu ít nhất có thể, thì câu truy vấn của chúng ta sẽ nhanh hơn. Thì bảng customer bao giờ cũng sẽ dữ liệu sẽ ít hơn bảng order đó. Chúng ta select từ bảng customer và chúng ta join với bảng order như thế này, với điều kiện join của chúng ta ở đây là order.customer id sẽ bằng với customer.id đó. Thì đây là danh sách khách hàng theo từng cái đơn hàng, được chưa? Bây giờ anh muốn là danh sách khách hàng của chúng ta lấy ra nhưng mà lại theo sản phẩm, thì chúng ta sẽ phải xác định được là chúng ta muốn biết là khách hàng này mua cái đơn này, mua sản phẩm nào, thuộc đơn hàng nào, chúng ta sẽ phải join thêm với order detail với điều kiện là product ID đã bằng bao nhiêu. Thì cụ thể đây anh sẽ phải join thêm với order detail như thế này, chỉ với điều kiện là order detail chấm product ID sẽ bằng cái gì các bạn, sẽ bằng với order detail chấm order ID, rất sorry các bạn, sẽ bằng với order.id như thế này, được chưa? Đó. Và bây giờ chúng ta muốn là theo product ID nào thì chúng ta sẽ lấy product ID ở bên bảng order detail. Anh sẽ viết như thế này để các bạn nhìn hiểu hơn, mặc dù chúng ta không cần vì chỗ này nó không bị trùng tên. Order detail chấm product ID, ví dụ anh để bằng 13 đó, thì cái order detail bằng 13 của chúng ta nó thuộc khách hàng Nguyễn Tuấn Anh và Phạm Quang Anh đó, có nghĩa là hai ông khách hàng này đang mua cái sản phẩm là có ID bằng 13. Chúng ta xem có đúng hay không thì chúng ta lấy thêm product name vào đây là xong, lấy thêm product ID vào đây là chúng ta sẽ xác định được ngay. Ví dụ đây anh sẽ thêm một cái cột nữa là product ID từ bên bảng order detail đấy, product ID chúng ta thừa dấu phẩy đây đó. Thì đây rõ ràng là sản phẩm có product là 13 đang được mua bởi hai khách hàng này, được chưa? Thậm chí là chúng ta lấy ra được cả name nữa, tên của cái sản phẩm đấy là gì nữa, được chưa? Anh cũng không nhớ là sản phẩm ID bằng 13 nó là thuộc sản phẩm còn tên là gì,
đó, Canon 2010, được chưa các bạn? Đó, thì với câu này thì chúng ta sẽ giải quyết được cái bài toán số 9 này, được chưa? Rồi tiếp tục lấy ra những khách hàng đã từng mua hàng, cái này thì đơn giản quá. Có nghĩa là gì? Chúng ta chỉ cần check là chúng ta lấy danh sách khách hàng ở bên customer này và có ID khách hàng nằm bên order, thì cứ có ID khách hàng nằm ở bên order là ông khách hàng này đã từng mua hàng. Vậy thì chúng ta sẽ lấy ra như sau: select sound from customer. Đây, như thế này là chúng ta đang lấy ra hết tất cả khách hàng. Đây, được chưa? Nhưng bây giờ anh chỉ lấy ra những khách hàng đã từng mua thôi. Thì anh sẽ có where in, ở đây where ID chính là ID của khách hàng đấy. In trong cái gì thì nó sẽ là select customer ID from order như thế này. Đó, thì ngay lập tức chúng ta lấy ra được tất cả những khách hàng đã từng mua hàng. Thì ở đây tất cả các khách hàng đã từng mua hàng rồi, được chưa? Anh sẽ để nó vào cái đáp án số 10. Lấy ra khách hàng mua hàng nhiều lần nhất, có nghĩa là cái số lượng mua đó, chứ không nói đến tức là cái số lượng mà họ mua, còn cái đơn hàng của từng lần mua đấy nhiều hay ít thì chúng ta không quan tâm, chúng ta chỉ cần quan tâm số lần họ mua hàng thôi, được chưa? Nhiều lần mua nhất thì đơn giản thôi. Lúc này chúng ta sẽ làm như sau: chúng ta vẫn lấy thông tin khách hàng như thế này đó, được chưa? Nhưng chúng ta sẽ xem là cái ID của khách hàng này nó xuất hiện bao nhiêu lần ở bên bảng order, thì chúng ta chỉ cần cao sao trong bảng order thôi là chúng ta sẽ xác định được. Ví dụ đây chúng ta sẽ xác định được đó, với điều kiện là gì? Customer ID bên bảng order bằng với customer.id như thế này. Đây, được chưa các bạn? Đó, thì ngay lập tức các bạn sẽ biết được là chúng ta lấy ra được khách hàng. Ở đây anh sẽ lấy ra thông tin cơ bản thôi: customer.id, customer.name, customer.phone. Đó, và ở đây anh sẽ để một cái biến, một cái cột mới, ví dụ như là total buy, có nghĩa là số lần mua lại, được chưa? Được chưa các bạn? Thì ở đây chúng ta đang cần lấy ra cái gì? Khách hàng mua nhiều lần nhất, thì anh sẽ order by cái total buy DESC, thì chúng ta lấy ra được total buy order by column của chúng ta là total buy đó, order by total buy. Anh viết bị thiếu một chữ U đây. Đó, được chưa? Thì chúng ta sẽ lấy ra được khách hàng mua nhiều lần nhất, được chưa các bạn? Thì ở đây có 3 khách hàng là có số lần mua bằng nhau, chúng ta hoàn toàn có thể group by. Đó, đây, mà không cần. Đây, thì đây là danh sách những khách hàng mua nhiều lần nhất. Chúng ta muốn lấy ra, ví dụ như ở đây có 2 ông, đúng không? Là số lần mua bằng nhau, thì các bạn có thể, nếu mà muốn lấy ra nhất lần 1 chẳng hạn. Đó, được chưa? Thì tùy vào bài toán mà các bạn sẽ xử lý được, thì anh sẽ trả về danh sách khách hàng mà mua nhiều lần ở đây. Đó là cái này. Anh sẽ bỏ cái limit đi. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ xử lý tùy vào cái tình huống của các bạn muốn lấy ra làm gì nữa, được chưa? Tương tự, lấy ra khách hàng mua nhiều sản phẩm nhất, ở đây không phải là mua
số lần. Ví dụ họ mua một lần, nhưng một lần họ mua rất nhiều sản phẩm, có nghĩa là số lượng họ mua đấy, được chưa? Và có thể là họ mua rất nhiều lần nhưng mà số lượng mua lại ít đó, thì cái kết quả nó cũng sẽ là khác nhau, được chưa các bạn? Vậy thì chúng ta sẽ lấy như thế nào? Thì chúng ta vẫn select từ bảng customer, nhưng để biết là họ mua với số lượng sản phẩm nhiều thì chúng ta sẽ phải select đến bảng order detail, được chưa các bạn? Order detail, và chúng ta sẽ đếm cộng tất cả số lượng sản phẩm mà họ mua thông qua cột product QTI đó, được chưa các bạn? Và ở đây chúng ta sẽ phải làm gì nữa? Chúng ta sẽ phải join giữa bảng customer và bảng order với nhau. Đây, thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ thực hiện một phép join với bảng order, với điều kiện join là order.customerid bằng với customer.id, được chưa các bạn? Được chưa? Và ở đây chúng ta sẽ phải thay đổi lại ở đây một chút, đó là khi mà chúng ta select đến bảng order detail thì điều kiện của nó sẽ là order.id sẽ phải bằng với order detail.orderid. order detail.orderid, được chưa? Và chúng ta xong là product QTI từ bảng order detail. Thì lúc này chúng ta sẽ phải join đến bảng order detail, đúng không? Chúng ta sẽ làm một bước join nữa, đó là order detail chấm on, điều kiện là order.id sẽ bằng với order detail chấm order.id. Thì lúc này nó mới hiểu được cái cột product QTI kia, được chưa các bạn? Điều kiện where chúng ta là order detail thiếu s, where order detail chấm order id ở đây đó, thiếu cả r nữa. Đây, tương tự đây của chúng ta cũng sẽ bị thiếu đó. Thì ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy danh sách khách hàng cũng đã thay đổi, số lượng mua các thứ nó cũng sẽ thay đổi ngay, được chưa? Thế đây là tổng số sản phẩm của các khách hàng này đã mua, được chưa các bạn? Total buy như thế này, được chưa? Và chúng ta muốn xử lý nữa thì chúng ta sẽ phải group buy lại và select max tổng số sản phẩm đó. Thì anh sẽ select như thế này, sẽ xử lý ở đây như thế này. Anh sẽ mắc cái tổng số lượng sản phẩm đã mua, và anh sẽ có một cái hành động ở đây nữa là anh sẽ group by cái gì? Chúng ta sẽ group by customer.id phải customer.name và customer chấm form đó, thì chúng ta sẽ ra được những con số như thế này, được chưa? Thì đây là danh sách những khách hàng mà mua nhiều nhất, và chúng ta muốn lấy ra cái nhất thì chúng ta có thể pick nó ra. Đây, danh sách sản phẩm mua nhiều nhất, cái nhiều nhất ở đây là số lượng sản phẩm họ đã mua các bạn nhé, được chưa? Ok, thì
Đây là toàn bộ cái phần liên quan đến cái bài về MySQL, về cái database mà chúng ta đã thiết kế cho cái trang bán hàng như thế này. Chúng ta có một vài cái tình huống như thế này. Thì các bạn hãy xem lại tất cả 13 cái case study này, xem là anh có bị nhầm ở đâu hay không, hoặc là có gì chưa chính xác thì các bạn hoàn toàn có thể feedback lại. Bây giờ các bạn hãy thực hành nó trên máy của mình. Đó, thì anh làm video này vì sợ là tối nay anh có việc bận nên là anh sẽ phải làm video để mà hướng dẫn các bạn. Thì tối nay của chúng ta cũng chỉ tập trung đi chữa bài này và nói thêm một vài cái liên quan đến left join, outer join và inner join, sự khác nhau và giống nhau. Đó, để các bạn phân biệt được. Mặc dù chúng ta đã dùng join ở đây rồi, nhưng hiện tại chúng ta đang chỉ dùng là inner join. Được chưa các bạn? Thì các bạn hãy thử và thực hành nó trên máy của mình. Ok, chào các bạn.